Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ vâng, giờ này đã đến giờ vào thời khóa cộng tu khuya ngày hôm nay. Cho con cung thỉnh chư Tôn Đức và kính mời đại chúng chúng ta đồng khởi thân quỳ thẳng lên để nguyện hương. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Yeah.
Bye.
Nam mô Thập Phương Thượng Trụ Tam Bảo. Nam mô Thập Phương Thượng Trụ Tam Bảo. Thập Phương Thượng Trụ Tam Bảo. Kinh lạy Đức Thế Tôn Quý Mạng Mười Phương Phật. Cõi đó không có bị nhận sự còn
độ vui nên đường đó nên là cần mà là xá lời phân lại trong mà còi cần là có bảy tầng bao lớn bảy tầng mạnh lưới bảy tầng hạng cái đều bằng nên là cần là xá lời phân lại trong mà còi cần là có ao bằng bảy chân bảo trong ao đầy dậy nước đùng tám công đừng đáy ao thuận dùng tại làm đấng vàng bạc lưu ly pha lê mà thành những thềm đường ở bốn bên ao trên thềm đường cũng đều nghiêm sừng bằng vàng bạc lưu ly pha lê xa cử sinh châu mà nào trong ao có hoa sen lưng như bánh sen thời ánh sáng xanh xanh vàng thời ánh sáng vàng xanh đỏ thời ánh sáng đỏ xanh trắng thời ánh sáng trắng màu nhiệm thương thó trong sạch thời nước cần làm thân thầu không đứng trang nghiêm dường ngày sáng lời vẫn lại trong cõi nước của đức phật đó thường trội nhàn trời đất bằng vàng rồng lưỡi hoa trời mang đà la chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm đều lấy đầy hoa đừng những hoa con đem cũng dường mười muôn ứng đức phật để nó giờ ăn liền trở về bốn quốc ăn cơm xong đi kinh hành xá lời vẫn cõi nương cơm làm thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy lại nữa cõi đó thường có những giống chim màu sáng xinh đẹp mà là thường nào chim bát hàng phẩm tướng anh võ xá lợi cao lắm thần giả công mang ngày đêm sáu thời kêu tiếng hòa nhà tiếng chim đó diệm nói những pháp như ngủ căn ngủ lần thân bồ đề phần bán thánh đạo phần vân vân cõi đó nghe tiếng chim sao mà thấy đều niệm phật niệm pháp niệm tăng xa lời phật ông chớ cho rằng những giống chim đó thiệt là thành ra vì sao vì cõi của đức phật đó không có ba đường giữ xa lời phật cõi của đức phật đó tên đường giữ còn không có hướng gì lại có sự thật do đức phật A Di Đà muốn làm cho tiếng pháp đường tiếng lưu mà biến hóa làm ra đấy thôi trong cõi nước của đức phật đó gió nhẹ thổi đồng cán hàng cây báu và đồng mạnh lưới báu làm vang ra tiếng vi diệu nên thứ nhà đồng một lúc hòa chung người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm phật niệm pháp niệm tăng cõi nước của đức phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy xá lời phật nơi đi ông nghĩ sao đức phật đó vì sao hiểu là A Di Đà đức phật đó hào quang sáng chói
vị bằng nhân sanh bồ sư số đó rất đông, chẳng phải tính đêm mà biết đường chỉ có thể dùng số vô lượng. Sở hồ niệm đại xá lời phân thế giới phương trên có đứng
kiên Phật tạo xá bửu hoa nghiêm thân Phật ta la thọ vương Phật bửu hoa đức Phật kiên nhất thiên nghĩa Phật hằng hà xa số những đức Phật như thế đều tại nước mình hiện ra thương lưỡi rộng dài trường khắp cõi tam thiên đại thiên thành thần rằng chúng sanh cả người phải nên tin kính xưng tam bưng khả tư nghị công đức nhân thiên chư phật sở hộ niệm đầy nơi của ông nghĩ thế nào vì sao thế là kính nhân thiên chư phật sở hộ niệm sáng lời vâng vì nếu có thiền nam tự thiền nữ nhân nào mà thọ đi đó và nghe danh hiệu của đức Phật thời những thiền nam tự cùng thiền nữ nhân ấy đều được tất cả các đức Phật hộ niệm nơi đạo vô thường chánh đàng chánh giảng xá lời phân cho nên các ông đều phải tin nhận lời của ta và của các đức Phật nói. Về cõi nước của đức Phật A Di Đà thời những người ấy đều đặng vô thường chân đàn chân giả nơi cõi nước kia hoàng đã sanh về rồi hoặc hiện nay sanh về hoặc sẽ sanh về cho nên các thiện nam tử thiện nữ nhân nếu người nào có lòng tin thời phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia. Nhớ ta hôm nay người khen công đức thế nghĩ bàn của các đức Phật đó cũng người khen công đức chẳng thể nghĩ bàn. Lời này đừng thân ca mâu ni Phật hay làm đường viện rất khó khăn hy hưởng có thể ở trong cõi ta bà đời ác năm mất đường. Viện nào trường chúng sanh trường màng trường trung màng ngài chứng đường ngôi vô thường chân đàn chân giá ngài vì các chúng sanh mà tất cả thế gian khổ tin đại xá lời vẫn phải biết rằng ta ở trong đời ác ngủ đường thân hành viện khó này đặng thành bậc và vì tất cả thế gian nói kinh phàm khó tin đầy đó là rất khó đứng phật nói kinh này rồi ngài xá lời vâng cùng các vị tỳ kheo tất cả trong đời đời người vâng nghe lời của đức phật dạy đều vui mừng tin nhận đành lễ mà lui ra phật nói kinh A Di Đà Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiêu kiến ngũ quần giới không đồ nhận thiên phổ anh xá lời tự sanh bất dị không 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 thân thì sanh thọ thường hành thân diện phụng như thì xá lời tự thì chưa pháo không tưởng bất san bất diện hành bất tăng bất giảm thì cố không trung vô xá vô thọ thường hành thân vô nhàn như thì thiền vì sung pháo vô nhàn giới là chí vô ý thân giới vô vô minh diện vô thần đại chí vô đạo tự diện vô đạo tự tận tâm diện đạo vô trí diện vô đăng di vô sở đăng cố bồ đề tam đoạn y ba
ca la đa dạ di ni dạ dạ đăng nam mô a di đà bà dạ đa tha dạ đa dạ đa điện dạ tha a di đi đô bà tì a di đi đa tấn a đàm bà tì a đế a di đi đa tì ca la đa dạ di ni dạ dạ đa di đa ca lê you
chê tâm mà đành lệ chị tâm đàn lệ nam mô an dường cũng cùng làng giới nhĩ đại hội diệm vương quan như lai chị tâm mà đàn lệ nam mô an dường cũng cùng làng giới nhĩ đại hội thánh tình quang như lai chị tâm đảnh lệ nam mô an dường cũng cùng làng giới nhĩ đại hội hoan hỷ quang như lai chị tâm ma đàn lệ nam mô an dường cũng cùng làng giới nhĩ đại hội trí huệ quang như lai chị tâm đảnh lệ nam mô an dưỡng quân cùng làng giới nhĩ đại hội nàng tư quang như lai chị tâm đảnh lệ nam mô an dường cũng cùng làng giới nhĩ đại hội bất đoạn quang như lai chị tâm ma đàn lệ nam mô an dường cũng cùng làng giới nhĩ đại hội cố xưng quang như lai
chỉ tâm mà đảnh lễ Nam Mô An Dưỡng Cúng Cừng Lạng Giới Di Đà Hồi Siêu Nhân Nguyện Quán Như Lai. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô A Di Đà
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô
Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con xin cung thỉnh đại chúng cùng ngồi xuống, hít thở sâu, lắng nghe một câu Nam Mô A Di Đà Phật và niệm thầm trong tâm hai câu A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con xin cung thỉnh đại chúng đồng khởi thân đứng dậy để lạy Quan Âm. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. 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 Nam mô
Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. 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 Nam mô Quan Thế
Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. 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 Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Phật mới không tiêu tôn nghiệp, kiền thành sẽ tự chuyển phàm
thì chế cho sớm đến thần lực tả từ mọi thu tàng ấy nên phá nguyện ấy nguyện và sanh núi khe nèo cánh âm thôi quyền liên ấy tự mình chẳng về về liền đường gió trăng quê cùng toàn thể ấy tự vấn thân cho nghĩ thân này sớm trên chuyên tâm tu tình nghiệm theo thái đạo nghiệm mà chưa thành tông kinh niệm Phật lạy Phật niệm lễ danh hiệu Đức Quan Âm Bồ Tát công đức thù thắng hành thắng phước giai hội hướng ấy phổ nguyện pháp giới chương chúng sanh tâm vạn vô lượng quang phần sáng âm tam chưa được thiên nào ấy nguyện đăng trí huệ chứng minh liều phổ nguyện tội chương tăng tiêu trừ hương anh bồ tát đạo ấy nguyện sanh thấy phương tịnh độ trung cửu phẩm liên hoa vi phù màu ân thiện phần ngộ vô sanh bất thoái bồ tát vi bản lự ấy nguyện di thừa công đức phổ cầm thiện ấy ngã đằng dự chúng sanh giải cộng thanh phật cả chúng sanh tâm tâm
suối người sáng hài đem công đức tất cả công đức tụng kinh niệm phật đại niệm quan thế âm bồ tát trì dầm vô đại bi phóng sanh này hồi hướng cho quý vị sanh về cõi tây phương cực lạc phổ nguyện nhân siêu dương tới âm siêu phổ nguyện âm sơ dương dục phù mẫu sanh tịnh đàn na tinh thế tăng ít phước điệp âm siêu dương tớ phán chớ chúng sanh chớ vô tình đồng sanh cực lạc đồng kiến di đà đồng ngộ vô sanh đồng thành phẩm đạo nam mô a di đà từ quý ơi bọn sinh nguyện chúng sanh thể theo đạo cả phát lòng vô thường từ quý tự quý tâm na chính nguyện chúng sanh na đông đi đại chúng đông cả không ngày công đức đại nhà hương về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Nhân tâm đảnh lễ Nam mô dư vị tổ sư liên tâm tịnh độ tổ sư thượng ấn ngã quang đại sư. Nhân tâm đảnh lễ Nam mô chư vị tổ sư liên tâm tịnh độ tổ sư thượng ấn ngã quang đại sư. Nhân tâm đảnh